Chào mừng các em quay trở lại với giờ học trực tuyến bộ môn ngữ văn 7 ngày hôm nay. Hôm nay thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài từ ghép. Trước khi tìm hiểu bài, thầy mời các em mở sách giáo khoa ra trang 13. Trước hết, thầy trò chúng ta sẽ cùng nhau điểm lại chút xíu về kiến thức cũ. Từ xét về mặt cấu tạo, thì các bạn thấy nếu từ chỉ gồm một tiếng có nghĩa thì ta sẽ được từ đơn. Nếu từ có từ hai tiếng trở lên thì ta sẽ được đó là từ phức. Đây là kiến thức ở năm lớp 6 các em vừa được học. Từ phức có hai dạng cấu tạo. Một là người ta tạo thành từ phức bằng phương thức ghép nghĩa, khi đó ta có từ ghép. Nếu từ phức có cấu tạo bằng phương pháp lấy âm, khi đó ta có từ lấy. Hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu từ ghép. Như vậy, từ sơ đồ này chúng ta có thể hiểu từ ghép là gì? Từ ghép là từ có từ hai tiếng trở lên được tạo thành bằng phương pháp ghép nghĩa lại với nhau. Các em khoan hãy ghi bài. Lát nữa ở gần cuối đoạn video clip này, thầy có một cái phần ghi bảng đầy đủ. Lúc đó các em hãy dừng lại và ghi. Giờ này chúng ta sẽ cùng nhau theo dõi. Mở sách giáo khoa trang 13 giúp thầy. Chúng ta khảo sát từ đầu tiên đó là từ bà ngoại. Từ bà ngoại được tạo thành với hai tiếng, tiếng bà và tiếng ngoại. Trong hai tiếng này, tiếng ngoại được gọi là tiếng phụ, bổ sung nghĩa cho tiếng bà là tiếng chính. Tại sao? Có bạn hỏi tại sao thầy biết? Tại vì nếu chúng ta che cái ngoại đi, còn lại bà, thì chúng ta thấy bà nghĩa rất là rộng các bạn à. À, từ bà nghĩa rất là rộng, nhưng mà khi thêm vào cái tiếng ngoại ở đằng sau cái tiếng bà thì rõ ràng ở đây từ bà ngoại đã nghĩa của từ bà đã bị thu hẹp lại rồi, chỉ còn một đối tượng mà thôi. À, như vậy rõ ràng tiếng ngoại là tiếng phụ, bổ sung nghĩa, thu hẹp nghĩa của tiếng bà. Tương tự, từ thơm phức được tạo thành với hai tiếng, tiếng thơm và tiếng phức. Trong hai tiếng này thì tiếng phức là tiếng phụ, bổ sung nghĩa cho tiếng thơm, được gọi là tiếng chính, thầy viết tắt là TC. À, như vậy từ ghép mà nó có tiếng phụ bổ sung nghĩa cho tiếng chính như trường hợp của bà ngoại và thơm phức, ta gọi nó là từ ghép chính phụ. Và cũng chúng các bạn nhìn lại hai từ ghép ví dụ trên bài là học của mình nè, bà ngoại và thơm phức, thì tiếng phụ nó đứng ở đâu? À, tiếng phụ chúng ta thấy tiếng ngoại đứng sau, tiếng phức đứng ở sau. Như vậy chúng ta rút ra một kết luận đó là trong từ ghép chính phụ thuần Việt, tiếng chính luôn luôn đứng trước. Thầy nhấn mạnh là chỉ đối với từ ghép chính phụ thuần Việt thôi nha. Tại vì sau này chúng ta sẽ được học từ ghép Hán Việt nữa. Trong từ ghép Hán Việt thì tiếng chính có thể đứng trước, cũng có thể đứng sau tiếng phụ nha các em. Chúng ta chỉ áp dụng cái lưu ý này đối với từ ghép chính phụ thuần Việt mà thôi. Chúng ta đi qua ví dụ tiếp theo. Quần áo. Từ quần áo được tạo thành bởi hai tiếng quần và áo. Và trong hai tiếng này rõ ràng hai tiếng này nó ngang hàng với nhau, không tiếng nào chính, không có tiếng nào phụ hết đó. Đó các em ha. Ừ. Rồi trầm bổng cũng vậy, được tạo thành bởi hai tiếng, tiếng trầm và tiếng bổng, và trong hai tiếng này cũng không có tiếng nào và là chính, không có tiếng nào là phụ, hai tiếng ngang nhau. À, trường hợp mà từ ghép có hai tiếng mà hai tiếng đều không có tiếng nào chính, không tiếng nào phụ, giống quần áo và trầm bổng này, ta gọi nó là từ ghép đẳng lập. Thầy cũng có một lưu ý cho các em, bởi vì có em hỏi thầy sao biết đó từ ghép đẳng lập thầy, dễ lắm các em. À, trong từ ghép đẳng lập, nghĩa của hai tiếng tạo thành nó thường là gần nghĩa hoặc trái nghĩa. Ví dụ như quần áo là hai tiếng nó gần nghĩa với nhau các bạn. Quần là cái trang phục mặc dưới, áo là trang phục mặc trên. Chúng ta hay có điểm giống nhau không? Là đều là trang phục hết. À, hoặc là trái nghĩa, từ trầm bổng các bạn thấy không? Trầm bổng là trái nghĩa đó các bạn. Trầm là ông âm thấp, bổng là âm cao. Đấy, cao thấp, trái nghĩa. Như vậy đó là đặc điểm dễ nhất để chúng ta nhận diện đâu là từ ghép đẳng lập. Và sau này á, nếu chúng ta gặp một cái bài tập mà người ta cho một lô một lốc những cái từ ghép, người ta kêu các bạn phân biệt đâu là từ ghép đẳng lập, đâu là từ ghép chính phụ, thì các bạn
Hãy khôn ngoan tìm từ ghép đẳng lập trước, bởi vì dấu hiệu nhận biết từ ghép đẳng lập rất rõ, đó là nghĩa của hai tiếng tạo thành thường gần nghĩa hoặc trái nghĩa. Chúng ta đi qua phần 2 La Mã, nghĩa của từ ghép. Chúng ta khảo sát tiếp từ bà ngoại, và tiếng chính trong từ bà ngoại đó là tiếng bà. Nghĩa của từ bà ngoại là gì các em? Đó là người phụ nữ sinh ra mẹ của mình. Còn bà là, còn nghĩa của từ bà, người phụ nữ, chỉ là một người phụ nữ lớn tuổi có hoặc không quen biết với mình. Như vậy rõ ràng nếu chúng ta đem ra chúng ta so nghĩa, mức độ nghĩa, thì nghĩa của từ bà rộng hơn nghĩa của từ bà ngoại nhiều. Bà có thể gồm nhiều đối tượng lắm: bà ngoại, bà nội, bà lão, bà cụ, bà hàng xóm, vân vân. Nhưng mà bà ngoại thì chỉ có một đối tượng mà thôi. Các em thấy, bây giờ chúng ta khảo sát tiếp từ thơm phức nè. Thơm phức nghĩa là, với so sánh nghĩa của thơm phức với nghĩa của tiếng chính là thơm. Thơm phức là có mùi thơm bốc lên mạnh và hấp dẫn, còn thơm chỉ là có mùi hơ hương dễ chịu thôi, nó không phân biệt mức độ. Như vậy rõ ràng nếu chúng ta đem lên bàn cân so sánh thì nghĩa của từ thơm phức nó hẹp hơn nghĩa của tiếng chính là thơm. Như vậy trong trường hợp này, nghĩa của từ ghép chính phụ nó đã thu hẹp nghĩa của tiếng gốc đi. Tiếng gốc ban đầu nghĩa rất là rộng, nhưng mà khi kết hợp với một tiếng khác để tạo thành từ ghép chính phụ thì nghĩa của từ ghép chính phụ đó đã thu hẹp nghĩa của tiếng gốc mất tiêu rồi. Nhiều khi về còn một đối tượng mà thôi, ví dụ như bà thu thành bà ngoại còn một đối tượng ha. Như vậy ta kết luận là từ ghép chính phụ có tính phân nghĩa. Phân ở đây là phân trong phân biệt, phân biệt à, phân biệt nghĩa có nghĩa là gì? Nó đưa đến một nghĩa cụ thể hơn, chính xác hơn. Ví dụ như bà mình không biết là bà nào, nhưng mà bà ngoại thì chúng ta biết ngay, nói đến người đã sinh ra mẹ của mình. Đó là tính phân nghĩa của từ ghép chính phụ. Chúng ta khảo sát tiếp từ quần áo và nghĩa của mỗi tiếng quần áo. Quần áo là trang phục mặc bên ngoài cơ thể con người, còn quần là phần trang phục che chắn từ phần thắt lưng trở xuống, à, áo là phần trang phục che chắn từ phần thắt lưng trở lên. À, như vậy chúng ta, nếu chúng ta so sánh về mức độ nghĩa thì rõ ràng quần áo nó rộng hơn so với nghĩa của từng tiếng. Tương tự trầm bổng cũng vậy. Như vậy ngược lại với từ ghép chính phụ, nghĩa của từ ghép đẳng lập có xu hướng mở rộng nghĩa của từng tiếng. Từng tiếng đang hẹp ghép lại với nhau, nó nghĩa của từ ghép đẳng lập đó, nghĩa của nó sẽ rộng hơn rất nhiều. Ta gọi là tính hợp nghĩa, tổng hợp nghĩa, kết hợp nghĩa lại với nhau. Hợp nghĩa ở đây chúng ta hiểu là như vậy. Từ ghép đẳng lập có tính hợp nghĩa, nó ngược với từ ghép chính phụ hả các em ha. Chúng ta đi qua phần 3 La Mã luyện tập. Ở phần này thầy lưu ý các em là các em sẽ không ghi vào trong vở bài học, mà chúng ta sẽ dùng bút chì ghi thẳng đáp án vào trong sách giáo khoa của chúng ta. Còn nếu bạn nào mà chưa mua được sách giáo khoa thì chúng ta có thể ghi thẳng vào bài tập, sau này chúng ta sang qua sách giáo khoa cũng được. Bài tập số 1, trang 15. Xếp các từ ngữ suy nghĩ, lâu đời, xanh ngắt, nhà máy, nhà ăn, chài lưới, cây cỏ, ẩm ướt, đầu đuôi, cười nụ vào bảng phân loại. Đây, bài tập lúc nãy thầy nói đây. Ở bài tập này chúng ta ưu tiên sẽ tìm từ ghép đẳng lập trước. Thầy nhắc lại lưu ý ha, từ ghép đẳng lập thì nghĩa của hai tiếng tạo thành nó thường là gần nghĩa hoặc là trái nghĩa. Như vậy chúng ta thử tìm những cái từ ngữ nào mà gần nghĩa coi. Suy nghĩ nè, đều là hoạt động tư duy của con người. Chài lưới nè, đều là những là công việc đánh bắt cá nè. Cây cỏ đều là thực vật nè. Ẩm ướt nè, đều liên quan tới nước nè. Đầu đuôi, bộ phận trên cơ thể nè. Như vậy còn lại những từ ngữ còn lại là những từ ghép chính phụ, quá dễ. Đó là bí kíp. Các em phải nhớ sau này làm cho nó chính xác. Được chưa? Chúng ta đi qua bài tập số 2, sách giáo khoa trang 15. Bài tập số 2 là điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép chính phụ: bút, thước, mưa, làm, ăn, trắng, vui, nhát.
Boot thì có thể kết hợp với tiếng nào ở đằng sau nó để tạo thành từ ghép chính phủ các bạn. Thầy nói rồi, từ ghép thuần Việt á, từ ghép chính phủ thuần Việt thì tiếng chính luôn luôn đứng trước. Như vậy thì người ta cho mình tiếng chính trước rồi đó. Bây giờ nhiệm vụ của mình là tìm tìm tiếng phụ. Bút thì có thể kết hợp với bút bi nè, bút mái nè, bút lông nè, bút chì. Thước thì có thước kẻ, thước dây, thước đo độ, thước eke chẳng hạn. Mưa thì có mưa phùn, mưa rông, mưa bụi. Có bạn nói mưa to được không thầy? Không được nha. Mưa to nó là hai loại từ khác nhau rồi. Mưa là danh từ, to là tính từ. Mưa to kết hợp nó tạo thành một cái tổ hợp từ lớn hơn từ là cụm từ ở lớp 6 mình học rồi. Chúng ta cần phân biệt đâu là từ, đâu là cụm từ. Chúng ta rất dễ nhầm lẫn ở chỗ này. Làm công, làm việc, làm nhà. Ăn có thể kết hợp thành tạo thành ăn vụng, ăn tạp, ăn trộm. Trắng thì có thể kết hợp với thành trắng tinh, trắng muốt, trắng toát. Vui thì vui miệng, vui tính, vui lòng. Có bạn nói vui vẻ đó thầy. Vui vẻ đâu phải là từ ghép đâu. À, nhát, nhát ma, nhát gan, nhát cẩy. À, chúng ta đi qua bài tập số 3. Điền thêm tiếng vào sau các tiếng dưới đây để tạo từ ghép đẳng lập. Nãy là chính phủ, giờ đẳng lập ha các em ha. Đẳng lập thì mình tìm một là gần nghĩa với từ với tiếng đã cho, hai là trái nghĩa với tiếng đã cho. Núi, núi thì có núi sông nè, núi non nè, núi rừng. Ham thì có ham muốn, ham thích, ham mê. Có bạn nói ham ngủ được không thầy? Không. Ham và ngủ nó đâu có gần nghĩa, cũng đâu có trái nghĩa đâu, sao là từ ghép đẳng lập được. Xinh thì có xinh tươi nè, xinh đẹp nè. Có bạn nói xinh xắn đi thầy, xinh xắn nó là từ lấy chứ không phải từ ghép. Mặt, mặt mũi, mặt mày. Học, học hành, học hỏi. Tươi có tươi xinh, tươi tốt. Các bạn không ghi kịp thì các bạn có thể dừng lại cái lúc thầy hết cái thầy trình chiếu xong, các bạn cứ dừng cái đoạn clip lại các bạn chép. À, phần bài tập á, chúng ta sẽ không chép vào trong tập đâu, mà các bạn sẽ ghi thẳng vào trong sách giáo khoa bằng bút chì luôn các bạn ha. Rồi đây là phần ghi bảng nè, đây là phần bài học của mình. Các bạn sẽ ghi hết cái trên màn hình có những gì ở cái khúc này, các bạn sẽ ghi hết vào trong vở bài học. Còn bài tập chúng ta sẽ ghi bằng bút chì ở trong sách giáo khoa, không ghi bằng bút bi, cũng không ghi vào vở bài học. Các em ha. Rồi, về nhà các em làm tiếp cho thầy bài tập 4, 5, 6, 7 vào trong vở bài tập. Còn nếu chúng ta chưa có đầy đủ vở, chúng ta có sử dụng tập cũ cũng được. Và chúng ta sử dụng chung 3 quyển bài học, bài tập, bài soạn chung cũng được. Tiết học đến đây là hết. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các em trong những tiết học sau.